là Mỹ không nên gây khó khăn, hãy mở rộng cánh cửa để chúng ta gặp nhau, chúng ta bàn công việc. Còn nếu mà các ông làm khó quá thì tôi cũng có một cái việc làm tương tự, tôi làm gắn với họ, thế thì sau đó họ thiết kế liền. Để thấy rằng là như vậy là Mỹ nó họ nắng gân mình, coi mình sao, nếu mà mình chiều chiều thì họ ép tới, nhưng mà mình đằng thẳng ra thì họ cũng phải biết cái đường nào cho nó đúng. Khi tôi đi qua Mỹ đó thì họ tiếp tục gây khó khăn nữa. Qua đó đó là trên khắp các nẻo đường mà mình đi đó thì hình ảnh Nguyễn Văn Lý bịt miệng họ biêu riếu khắp nơi hết. Họ để họ khủng bố tinh thần mình. Rồi họ thiết kế một cái chương trình cũng độc đáo nha. Đầu tiên là tôi gặp bà Benoshi, chủ tịch Hạ viện, thì vô đầu mới chào hỏi chưa kịp ngồi nữa thì bà nạp mình. Bà nói Việt Nam á là có cái bình thường quá quan hệ với Mỹ, giờ Mỹ bình thường quá quan hệ với Việt Nam, muốn là có sự là kết nối để mà tạo cái thuận lợi rồi là mang sau này phát triển, nhưng mà Việt Nam á lại cứ vi phạm dân chủ nhân quyền, làm những việc sai trái, cho nên là Mỹ không thể chấp nhận được. Bà lên án một chập rồi thì tôi mới nói lại, tôi nói thưa bà, nếu nói về dân chủ nhân quyền á thì Mỹ không đủ tư cách để nói chuyện với Việt Nam đâu. Ôi trời, bà chưa nghe câu đó đến bao giờ, bà dục bà đứng lên, bà hỏi thế là thế nào. Tôi nói ngày trước á, Mỹ đem bom đạn xâm lược Việt Nam thôi tôi bỏ qua, hôm nay mình gác lại quá khứ hướng đến tương lai mà. Nhưng mà hiện tại nè, Mỹ có quân ở Iraq, có quân ở Afghanistan, có quân ở khắp các nơi. Ngày nào bom đạn Mỹ cũng nổ, máu vẫn đổ, người vẫn chết. Thế thì dân chủ nhân quyền gì mà? Tôi thấy chính Mỹ gây ra chết chóc, gây ra đau thương hàng loạt nơi trên thế giới. Chính Mỹ vi phạm dân chủ nhân quyền. Và chuyến đi này lành ít dữ nhiều, khó khăn. Còn chuẩn bị trước á, cũng nói chung là cũng chuẩn bị chung chung thôi chứ cũng biết. Phát biểu chung á thì mình có chuẩn bị rồi. Còn ứng phó đó thì cũng tùy cơ ứng biến thôi. Nghĩa là cũng có chuẩn bị chứ, cũng có chuẩn bị một tí. Nhưng mà là tư tưởng là gì? Tôi nói với nhà đó, ở nhà lo cho tôi lắm. Bị lần đầu tiên chủ tịch nước mới xuất trận mà trong bối cảnh vậy. Tôi nói với nhà đó là các đồng chí đừng lo. Tôi á là tuy thấy phức tạp vậy đó, nhưng mà nếu mà tương quan đó thì tôi so với tổng thống Bush thôi, bị người đối thoại với tôi là tổng thống Bush. Tổng thống Bush so với tôi đó, một là ông kém tuổi hơn tôi, hai ông chưa từng trải bằng tôi đâu, tôi lớn tuổi hơn mà tôi từng trải hơn. Cái thứ ba nữa, mình có chánh nghĩa đó. Cho nên mình qua đây phương châm của tôi là gì, là mềm dẻo đó, bàn cách để hòa hợp hòa giải. Nhưng mà nước lên thì tiền lên, tùy theo họ. Nếu họ cương đến đâu á thì tôi cương đến đó. Tôi sẵn sàng tôi cương mà, tôi chuẩn bị tới tinh thần vậy thôi. Còn những nội dung cụ thể thì mình cũng chưa lường hết lắm đâu. Mở rộng cánh cửa đi đó bà con. Tôi nói những lời á là tình cảm thôi. Tôi còn hỏi bà con có biết là mình con người sinh ra ở đời để làm gì không? Không phải sinh ra để hận thù, để đánh nhau, mà sinh ra để thương yêu, để xây dựng đất nước phồn vinh, để xây dựng một cái thế giới công bằng ấm no chứ. Chứ mình tối ngày cứ cãi, mình đánh nhau để làm gì? Mình nói bằng tình cảm thôi. Tôi bước xuống đó thì ông Nguyễn Ngọc Trì ông bước ra, ông nói hay quá. Hồi trước giờ tôi chưa phục ai, hôm nay tôi phục ông. Ông đừng ngón tay. Cái mà anh em mời ông lên nói. Ông nói tôi tưởng ngài chủ tịch đó là có một bài diễn văn viết sẵn, không ngờ hôm nay ông nói bằng trái tim, cho nên những lời lẽ những tình cảm đó là đủ rồi. Tôi mong bà con của mình á hãy cùng nhau nhau quay về để coi Việt Nam đang xây dựng phát triển, cái gì mình cần góp sức được mình góp sức. Ông nói những lời tốt đẹp đó. Rồi sau đó là cái lực lượng mà nó định nó quậy á là nó im luôn. Nó thấy không khí vậy, tình cảm vậy, rồi nó im luôn.